Bayern Munich đang là một trong những tập thể hùng mạnh nhất vì châu Âu. Họ đang dẫn đầu ở tất cả những giải đấu mà họ tham gia và luôn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Mặc dù hiện trạng này không phải là lạ trong những năm vừa qua, nhưng nếu nhìn vào sự bất ổn của các ông lớn, nhất là ở các sân chơi châu Âu như Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Man City hay PSG, chúng ta mới thấy kinh ngạc nhận ra rằng Bayern vẫn đang duy trì vị thế ông lớn của mình theo một cách được gọi là tuyệt đối. Đương nhiên, không thể phủ nhận đội chủ sân Allianz Arena cũng trải qua những thất bại hay những trận hòa muối mặt. Nhưng sau 90 phút không thắng đó, đội bóng của Julian Nagelsmann lại vùng lên ở những trận đấu sau và cướp cơn thịnh nộ lên câu lạc bộ xấu số đó. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng cảm điểm qua những trận đấu không thắng của Bayern và cách mà họ đã trừng trị những đối thủ sau đó như thế nào. Mở đầu Bundesliga không thuận lợi. Sau khi chia tay Hansi Flick vào cuối mùa giải năm ngoái, Bayern Munich lại tiếp tục trò chơi hút máu của mình khi chiêu mộ một huấn luyện viên trẻ đầy tiềm năng và vô cùng thành công, Julian Nagelsmann. Nghe có vẻ như đây là một hành động không mấy đẹp đẽ của đội chủ sân Allianz Arena, nhưng đó được xem là điều thường xuyên và cũng bình thường ở giải đấu hàng đầu nước Đức. Bayern luôn đi những bước đi không chỉ gia tăng sức mạnh của họ mà còn làm cho đối thủ suy yếu. Những trường hợp như Mats Hummels, Mario Götze hay Lewandowski năm trước là ví dụ không thể nào cụ thể hơn. Còn trong năm nay, Bayern Munich đã xác nhận được đối trọng mới, đó là Leipzig. Bằng chứng là họ đã rút ruột được Marcel Sabitzer, Dayot Upamecano cùng với Julian Nagelsmann. Cử chỉ đẹp này từ lâu đã trở thành luật bất thành văn của Hùm Xám Bavaria. Vì với họ, những gì họ sở hữu, những đóng góp của đội bóng hay cho đội tuyển quốc gia Đức thật khó có thể cưỡng lại là đề nghị đến từ đây. Tuy nhiên, ngay trong trận đầu tiên dẫn dắt Bayern, Nagelsmann đã không mang về 3 điểm trọn vẹn khi họ đã có trận hòa thất vọng với tỷ số 1-1 trên sân của Mönchengladbach. Trong suốt cả trận, Bayern Munich tung ra 21 cú sút, nhiều hơn 10 lần so với đội chủ nhà. Thời gian kiểm soát bóng cũng nhỉnh hơn và số đường chuyền thực hiện cũng nhiều gấp đôi. Nhưng thứ cần thay đổi nhất là bảng tỷ số thì nó lại không nhảy. Trận hòa này đã làm dấy lên những hoài nghi về cung cách dứt điểm của Bayern và cũng không ít những lo ngại về cuộc đối đầu với đại kỳ địch Dortmund ở trận siêu cúp Đức. Tuy nhiên, với một đối thủ được đánh giá là ngang bằng với mình, Bayern Munich đã thi đấu đúng với bản lĩnh của một nhà vua. Lewandowski trong ngày gặp lại câu lạc bộ cũ đã có cho mình một cú đúp, xen giữa là bàn thắng của Thomas Müller. Chủ trận hành hạ đối thủ bắt đầu, các cầu thủ Bayern sau trận đấu với Dortmund dường như đã thông nòng và thấm được triết lý của Julian Nagelsmann. Họ thi đấu càng lúc càng thăng hoa và không có trận nào mà họ ghi dưới 3 bàn. Quay lại vòng 2 Bundesliga, Bayern thắng kịch tính Cologne 3-2. Đây là một trận đấu mà hàng thủ của Bayern đã thi đấu vô cùng hời hợt khi họ để cho đội bóng khác có liền 2 bàn thắng sau khi Lewandowski mở tỷ số. May mà sự xuất hiện kịp thời của Serge Gnabry với một cú đúp đã giữ 3 điểm ở lại Allianz Arena. Mặt trận cúp quốc gia xem ra là không mấy khó khăn với Bayern khi họ đè bẹp đội bóng vô danh Bremer SV với tỷ số 12-0, trong đó nổi bật là cúp poker của Choupo-Moting. Tiếp đà hưng phấn, Bayern Munich xử lý nhanh gọn Hertha Berlin và đội bóng cũ của Nagelsmann, Rasenballsport Leipzig với những tỷ số đậm đà nhằm chuẩn bị cho loạt trận mở màn Champions League. Gặp lại FCB của Tây Ban Nha trong tình thế khá đối lập, FCB của Đức hạ đo ván đối thủ ngay tại Camp Nou. Đáng chú ý hơn là Hùm Xám không cho gã tí hon Catalunya có bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào trong tổng cộng 5 lần ra chân. Trong khi đó, hiệu suất của Bayern Munich là 7/17, một hiệu suất tương đối ổn để họ có 3 lần thay đổi bàn điện tử. Nếu không có sự xuất sắc của Marc-André ter Stegen, có lẽ Bayern hoàn toàn có thể lặp lại một trận thua nhục nhã của Barcelona cách đây hơn 1 năm. Mang khí thế hừng hực đó về lại Bundesliga, Bayern Munich tiếp tục chịu trận hành xác đối thủ với những tỷ số không tưởng, từ 7-0 trước Hertha Berlin, 3-1 trước Furt và lại một lần nữa trừng phạt một ông lớn khác của bóng đá Ukraine, Dynamo Kiev với tỷ số 5-0 trước khi bị Eintracht Frankfurt quật ngã với tỷ số 2-1 ngay trên sân nhà. Thực ra, nếu nhìn kỹ vào đội hình cũng như lối chơi của Nagelsmann, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được họ là một trong những tập thể mong manh như thế nào trong phòng ngự. Bayern luôn là một câu lạc bộ chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công rất nhanh, nhưng điều ngược lại thì đội bóng của Nagelsmann làm không hay bằng. Khi thực hiện những pha tấn công, hai bên cánh trong trận đấu này là Alphonso Davies cùng Niklas Süle
đều dâng lên rất cao nhằm gây áp đảo về quân số ở nửa phần sân bên kia. Thậm chí Sule còn có cơ hội uy hiếp khung thành đối phương với những cú dứt điểm trong vòng cấm. Nhưng lối chơi này vô tình để ra một khoảng trống mênh mông dành cho những cầu thủ tấn công hai bên cánh của đối thủ, đặc biệt ở bên cánh phải, khi mà cả những Nicolas Sule hay tiền vệ hỗ trợ phòng ngự cho anh là Joshua Kimmich cũng không phải là những cầu thủ giỏi về mặt tốc độ để có thể kịp đua về và bọc lót. Tất cả những điều này đã được Eintracht Frankfurt khai thác triệt để qua bàn thắng ấn định tỷ số. Tất nhiên bàn thắng này còn được cộng hưởng từ rất nhiều yếu tố, cụ thể là sự lỏng lẻo và chưa ăn khớp của tân binh Upamecano trong khâu đối đầu 1-1, và hơn hết cũng là sự trợ giúp của thần may mắn khi thủ thành bên phía đội khách ngày hôm đó là Kevin Trapp lại có một ngày thi đấu chói sáng, lần trở lại mạnh mẽ thứ hai và còn khủng khiếp hơn lần đầu. Dẹp trận thua đó qua một bên, Bayern Munich quay về lại với vị thế vốn có của mình. Họ biến về arena của Leverkusen thành một bữa tiệc bóng đá với chiến thắng hủy diệt 5-1. Một lời khẳng định không thể đanh thép hơn cho những đội bóng khác thấy rằng trận thua lần trước chỉ là tai nạn. Vẫn là một cách chơi vũ bão, tấn công điên cuồng như muốn ăn tươi nước sống con mồi của hùm xám. Nagelsmann đã gìn giữ và phát huy truyền thống ghi bàn điên cuồng có từ thời Hansi Flick với sơ đồ 4-2-3-1. Hãy nhìn cách mà nhà vô địch Champions League 2020 hành hạ đối phương. 4 bàn thắng ghi được chỉ trong khoảng thời gian có 7 phút, từ phút 30 đến 37. Sau đó là một lối đá chậm rãi, chờ đối thủ dâng lên tìm bàn gỡ để tung ra những cú hồi mã thương. Vì vậy, trong 90 phút tại Bayer Arena, Bayern đã tung ra gần 30 cú sút, 11 trong số đó đều trúng khung thành. Một thông số khủng khiếp mà bất kỳ ai cũng phải e sợ. Nhiều người còn nói đùa rằng 5 bàn thắng xem ra là vẫn còn ít với đội khách. Và trong lượt trận thứ 3 vòng loại Champions League, Bayern tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của mình với chiến thắng 4-0 trước Benfica. Chiến thắng này biến câu lạc bộ nước Đức trở thành đội bóng thứ hai bên cạnh Juventus tại giải đấu cao nhất châu Âu chưa để thủng lưới bất kỳ bàn nào trong 3 lượt trận đầu tiên, và cũng là một trong 4 câu lạc bộ toàn thắng ở cả 3 lượt trận, bao gồm Liverpool và Ajax Amsterdam. Tuy nhiên, nếu nhìn vào màn trình diễn của thầy trò Nagelsmann, quả thực họ đang cho thấy bản thân là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch với hàng công mạnh nhất giải đấu, 12 bàn thắng, nhiều hơn Liverpool, Manchester City và Ajax 1 bàn. Sức mạnh của Bayern Munich từ lâu là điều không thể bàn cãi. Những chiến thắng hủy diệt khiến cho các đối thủ của họ trở nên vô cùng tầm thường và nhỏ bé. Điều đặc biệt là dù đang trải qua thời kỳ chuyển giao huấn luyện viên, và người đang lèo lái con tàu này lại là một chiến lược gia khá non trẻ. Thế nhưng, cựu thuyền trưởng của Leipzig vẫn đang chứng tỏ ông đủ khả năng để tiếp quản và phát huy những truyền thống mà Hansi Flick để lại. Tuy nhiên, không có đội hình nào là hoàn hảo, nhưng điểm yếu chí mạng nơi hàng phòng ngự luôn là con dao hai lưỡi của lối chơi dâng cao này. Một lối chơi phản công dùng bóng dài với mục tiêu là các cầu thủ tốc độ bên phía đối phương chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho Bayern. Những Chiesa của Juventus, hai bộ ba tấn công của PSG và phong cách phòng ngự phản công đậm chất Simone của Atletico Madrid chắc chắn sẽ là những thử thách cực đại dành cho đại diện nước Đức. Còn với những Dynamo Kiev, Benfica hay bài tướng ưa thích của Bayern trong những mùa giải gần đây là Barcelona, đơn giản họ đã ao trình và không đủ thực lực để có thể ngăn được sức công phá của hùm xám